Và chào các bạn, mình là một thằng khá nghiện chơi game, thế nên mình thường sử dụng laptop Windows là chính. Nhờ mới đây thì mình đã quay trở lại hệ sinh thái của Apple để có thêm những góc nhìn mới. Và sau một thời gian sống trong hệ sinh thái của Apple này thì mình phải công nhận điều rằng trải nghiệm của mình là quá sướng. Hệ sinh thái này nó quá sạch và xanh, trải nghiệm nó quá liền mạch và trơn tru. Tuy nhiên, bên cạnh đó, khi các bạn đắm chìm trong hệ sinh thái của Apple, các bạn sẽ phải đối mặt với một mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Thậm chí mối nguy hiểm này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả cuộc đời của bạn. Và bản thân mình thấy rằng cần phải có trách nhiệm để có thể chia sẻ lại mối nguy hiểm khi các bạn sử dụng những sản phẩm của Apple này là gì và cách phòng tránh của nó là sao. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like cũng như subscribe channel để ủng hộ chúng mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm rất là thú vị khi các bạn sử dụng những sản phẩm của Apple trước, để cho các bạn thấy rằng khi các bạn sướng nhất, các bạn hạnh phúc nhất thì mối nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì vậy chúng ta luôn phải cảnh giác nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng MacBook Air này, iPad Pro 11 inch này, iPhone XR và Apple Watch. Và mình phải nói rằng trải nghiệm nó quá sướng, tính đồng bộ quá cao, quá là liền mạch, và gần như là không điều gì để chê cả. Các bạn có thể nhận cuộc gọi từ bất kỳ thiết bị nào. Ví dụ có cô nhân viên giao hàng đến, thay vì phải đi tìm điện thoại, bạn có thể nhấc máy bằng chính MacBook, Apple Watch hay là iPad. Khi đó thì mic của loa sẽ sử dụng trực tiếp từ MacBook, iPad hay là Apple Watch, từ cái thiết bị mà bạn nhấc máy lên, chứ không cần phải thông qua iPhone nữa. Rất là tiện lợi. Đối với việc nhắn tin thì cũng tương tự thôi. Ví dụ người yêu của bạn nhắn tin đến, thay vì phải sử dụng iPhone, các bạn có thể sử dụng chính chiếc MacBook này để có thể trả lời tin nhắn iMessage của người yêu của bạn. Và người yêu của bạn sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên vì khả năng xem tin nhắn quá nhanh, quá bá đạo của bạn. Rồi khi mình đọc sách nha, mình đang đọc sách ebook trên iPhone, tối về mình có thể lôi iPad ra để đọc tiếp đúng cái trang mình đang đọc giờ. Đối với việc copy paste cũng rất là tiện, mình copy một dòng nào đó trên iPhone và sau đó mình paste lại trên iPad. Còn mở web trên iPhone, web trên MacBook nó cũng mở theo. Có quá nhiều thứ hay ho luôn. Và chưa dừng lại ở đó, mình cực kỳ thích cái tính năng AirDrop. Nó có thể copy một file rất là nhanh, copy một file vài ghi mà chỉ trong nhoáng phát là xong. Trải nghiệm quá là liền mạch và trơn tru. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái thứ hay ho khi các bạn bao quanh mình bởi hệ sinh thái của Apple. Và người ta đã bảo rồi, càng treo cao càng ngã đau. Và khi các bạn càng có nhiều sản phẩm của Apple thì mối nguy hiểm mà các bạn phải chấp nhận sẽ càng có nguy cơ xảy ra hơn. Vậy thì những mối nguy hiểm đó là gì? Tất cả những sản phẩm ở đây, MacBook, iPad, Apple Watch và iPhone của mình đều được kết nối thông qua tài khoản Apple ID của mình. Và tất cả những cái thao tác của bạn ở trên iPhone, nó sẽ sinh qua MacBook, nó sẽ sinh qua iPad. Từ những cái tin nhắn liên quan đến công việc trên Telegram cho đến những cái website mà mình đăng nhập, nó sẽ đồng bộ hết ở đây. Có thể là iPhone của bạn tính bảo mật rất là cao và bạn luôn cầm theo bên người đúng không, mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà MacBook hay là iPad thì chưa biết như nào đâu. Đặc biệt là MacBook, các bạn có thể để máy đó rồi các bạn đi ở bất cứ đâu, rồi chả mai một ngày nào đó kẻ gian sẽ vớ được cái MacBook của bạn và đọc được tất cả những thông tin của bạn, đọc được tất cả những thông tin liên quan đến công việc ở trên Telegram, ở trên Viber. Hay nghiêm trọng hơn, đó chính là những cái tin nhắn trên iMessage. Bây giờ cứ giả sử là các bạn là người đã lập gia đình nhá. Các bạn nhắn tin với bồ, rồi một ngày nào đó vợ bạn vớ được cái MacBook và đọc được tất cả những cái tin nhắn trên iMessage mà các bạn nhắn tin với bồ. Thế thôi, hạnh phúc tan biến, gia đình tan nát từ đây. Các bạn đừng cười nhá. Các bạn đừng cười, đây là một ví dụ rất là thực tế. Và tất cả những cái thông tin, những cái ví dụ mà mình chia sẻ trong video này đều rất là thực tế và nó đã xảy ra rất rất nhiều ngoài đời thực rồi. Và mình đang rất là nghiêm túc. Mặc dù mình đang cười thôi nhưng mình đang nói rất là nghiêm túc đấy. Vì vậy thì nếu mà các bạn không muốn gia đình tan vỡ hay là công việc bị ảnh hưởng thì mình sẽ có hai giải pháp dành cho các bạn. Giải pháp đầu tiên, đó chính là các bạn hãy trở thành một con người sống trung thực, liêm chính giống như mình chẳng hạn. Để rồi một ngày các bạn có thể bị đọc được tất cả những thông tin, những tin nhắn thì cũng chả có điều gì xảy ra cả. Đấy, đấy chính là cái giải pháp đầu tiên. Tuy nhiên thì cái giải pháp đầu tiên này không phải ai cũng thể làm được. Nếu mà các bạn không làm được thì không sao, mình sẽ có giải pháp thứ hai. Đó chính là nếu mà các bạn không muốn những cái tin nhắn nào đồng bộ, ví dụ các bạn không muốn tin nhắn trên iMessage được đồng bộ qua iPad, thì các bạn vào phần iMessage, các bạn tắt cái tài khoản iCloud của riêng cái iMessage đấy đi, là sau là nó sẽ không đồng bộ nữa. Chỉ riêng cái iMessage đấy không đồng bộ thôi, còn tất cả những thứ khác, những cái trải nghiệm về sự đồng bộ của hệ sinh thái Apple bạn vẫn nhận được, trừ cái tin nhắn là các bạn sẽ không nhận được thôi. Hay là tất cả những ứng dụng khác các bạn cũng làm điều tương tự. Ok, trong video ngày hôm nay thì chúng ta để thấy được rằng là công nghệ chúng ta hiện nay đang rất là hiện đại.
Nó giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, tiện lợi hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta không biết cách sử dụng đúng cách hay là không có tính bảo mật cao thì rất có thể tất cả những cái thứ đó nó sẽ làm hại chính bạn, nó sẽ làm hại chính cuộc sống và thậm chí cả cuộc đời của anh em. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like cũng subscribe channel của chúng mình nhá. Còn mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bây giờ mình sẽ thoát toàn bộ iCloud trong những con máy này ra. Không thì bản thân mình là một người sống rất là liêm chính, nhưng mà cũng không biết được sẽ có những khoảnh khắc mà mình suy nghĩ khác. Không thể biết trước được điều gì. Bảo mật vẫn là trên hết.